Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Ông hoàng sân khấu Thành Được, ba mối tình và người vợ hiện tại. Nghệ sĩ Thành Được được mệnh danh là ông hoàng sân khấu, dù ở tuổi 84 vẫn còn ca vọng cổ rất hay. Đầu tháng vừa qua, trong ngày kỷ niệm lễ thành hôn, ông đã công bố một số ảnh quý trong ngày cưới cách đây hơn 40 năm. Ông thường tâm sự vợ của ông là điểm tựa hạnh phúc lớn nhất. Từ trước đến nay, khi ông sang Mỹ định cư, bà lo lắng chăm sóc và ân cần bên ông, giúp ông vượt qua những tháng ngày nhớ sang diễn. Nghệ sĩ Thành Được sinh năm 1934, thành danh cùng thời với các nghệ sĩ như nghệ sĩ Nhân Dân Nam Châu, nghệ sĩ Nhân Dân Úc Trà Ôn, nghệ sĩ Nhân Dân Phùng Há, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga, Úc Bình Lan. Ông từng được mệnh danh là ông vua không ngai, ông hoàng sân khấu và cái phép thường thặng trong làng sân khấu cải lương Nam Bộ. Định cư tại Mỹ nhiều năm, 4 năm qua sau khi ông và vợ sang lại nhà hàng tại San Juan, miền Bắc tiểu bang California, ông sống an nhàn hạnh phúc bên vợ. Lòng luôn nhớ về sân khấu cải lương, cho nên mỗi lần nhận được lời mời của các nghệ sĩ đồng nghiệp tại quận Cam, anh Thành Được rất vui và tham gia, dù chỉ đến ca một bài vọng cổ, danh hài Bảo Quốc cho biết. Nghệ sĩ Thành Được tên thật là Châu Văn Được, tại kế sách Sóc Trăng, trong gia đình Phú Nông tại xã An Mỹ. Sau khi học xong tiểu học, ông theo cậu ruột là Bầu gánh hát cải lương Thanh Cần để học hát. Sau đó lên sân khấu diễn lần đầu tiên vào năm 1954 trong gánh hát của người cậu. Hai năm sau, ông đã nổi bật trong vai Tô Điền Sơn, Tuồng Khi Hoa Anh Đào Nở. Năm 1958, Thành Được về đoàn Kim Chưởng, sau đó tới đoàn Thanh Minh Thanh Nga, rồi trở lại Kim Chưởng. Năm 1961, ông kết hôn với nghệ sĩ ưu tú Úc Bành Lan, Thành Được và mối tình với cố nghệ sĩ Thanh Nga. Thành Được từng có một thời say đắm cô đài tài sắc vẹn toàn Thanh Nga mà không được đáp lại. Ông đã đeo đuổi và dùng cả thế lực ngoài đời để chinh phục cho bằng được Thanh Nga. Thế nhưng vì ván đã đóng thuyền, ông lại mải mê đuổi theo những hình bóng gia nhân khác, là nguyên nhân làm cho Thanh Nga quyết định rời xa ông để lập gia đình. Như vẫn còn luyến tiếc, Thành Được vẫn đeo đuổi Thanh Nga, ít nhất là trong hoạt động nghệ thuật cải lương, nhưng luôn bị Thanh Nga lánh mặt từ chối. Vì vậy mà có những lúc bốc đồng, Thành Được lỡ lời dọa dẫm Thanh Nga. Đó là nguyên nhân khiến cho sau này người ta đưa ra khả năng Thành Được giết Thanh Nga vì chuyện cũ. Tuy nhiên tên của Thành Được đã nhanh chóng bị loại khỏi diện nghi ngờ, vì không có cớ gì ông lại giết người mình yêu, bằng chứng ngoại phạm cũng rất rõ ràng. Khó có cặp đôi nào tạo nên làn sóng hâm mộ, những vở tuồng tâm lý xã hội đi vào số phận trái ngang như nghệ sĩ Thành Được, Úc Bạch Lan. Đôi yên ương nghệ thuật được cho là trời trao duyên phận. Nghệ sĩ Thành Được và Úc Bạch Lan may mắn khi bước chân vào nghề hát đã được danh sư Kim Chưởng chỉ dạy. Bà chủ đoàn cải lương Kim Chưởng được mệnh danh là anh hùng lưu diễn. Khán giả khó quên cặp đôi này bởi cả hai đã tạo dấu ấn đậm nét qua các vở Chưa Thắt Lửa Lòng, Bên Đội Trăng Cũ, Truyền Ra Cửa Biển, Áo Trắng Nàng Mộng Trinh, Nửa Bản Tình Ca Người Đẹp Thành Bát Đa. Trên sân khấu Kim Chưởng, đôi diễn viên tài sắc Thành Được, Úc Bạch Lan yêu nhau, đưa đến cuộc hôn nhân mà nói theo soạn giả Nguyễn Phương, đó là cuộc hôn nhân có hôn thú hẳn hòi. Nghệ sĩ Nhân Dân Phùng Há được mời làm chủ hôn bên chàng trai, bà bầu Kim Chưởng là chủ hôn đàn gái. Đám cưới được tổ chức long trọng, hầu hết các ký giả kịch trường đều được mời tham dự. Báo chí thời đó đã đăng bài phóng sự lễ cưới và các giai thoại về cuộc tình của Úc Bạch Lan và Thành Được, vì đây là lần đầu tiên trong giới nghệ sĩ cải lương có một cuộc hôn nhân hôn thơ giá thú đàng hoàng. Đầu năm 1962, Úc Bạch Lan và Thành Được rời cánh hát của bà Kim Chưởng để về đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Cả hai tiếp tục tạo dấu ấn qua các tuồng Con Gái Dì Hằng, Tấm Lòng Của Biển, Bọt Biển, Chuyện Tình 17, Tình Xuân Muôn Tuổi, rồi 30 năm sau Giấc Mộng Giữa Hoàng Lăng. Là cái hát lừng danh, Thành Được có vô số người hâm mộ nữ, trong đó có không ít mối tình. Người vợ Úc Bạch Lan với tấm lòng nhân hậu bao dung đã cố chịu đựng cố tật của chồng, thậm chí bà còn chấp nhận rước con rơi của chồng về nhà nuôi. Tuy nhiên đến khi bóng dáng của nghệ sĩ tài danh Thanh Nga xuất hiện trong cuộc đời của Thành Được, thì chuyện tình Thành Được Úc Bạch Lan mới thực sự tan vỡ. Dù vậy, cuộc tình Thành Được và Úc Bạch Lan đã để lại cho đời nhiều vai diễn hay, nhiều bài ca của Bác Hủ cùng Năm Tháng, Thiên Thần và Nghệ Sĩ. Dù thực tế tấm lòng của sầu nữ Úc Bạch Lan đối với Thành Được thật phúc hậu bao dung như thiên thần, dù Thành Được mang đến cho bà bao khổ đau, ông cũng là cái tính trăng hoa của ông vua không ngai một thời. Theo lời kể của soạn giả Nguyễn Phương,
Vào năm 1966, Úc Bình Lan có mướn cô gái trẻ tên Trinh phụ giúp làm tuồng cho vợ chồng bà. Một ngày, Úc Bình Lan phát hiện cô gái có chữa, cái bụng ngày một phình lớn lên. Úc Bình Lan hy vọng thủ phạm là anh tài xế điên của vợ chồng bà. Khi Úc Bình Lan chất vấn, anh tài xế nói nếu cô Trinh nói anh là tác giả cái bào thai đó thì anh vui mừng, xin cưới cô Trinh ngay. Nhưng rất tiếc, anh tài xế không phải là người ở trong tầm mắt yêu chuộng của cô gái nhan sắc. Đêm đó, sao vàng hát, Úc Bình Lan chất vấn chồng, Thành Được đành phải chịu thiệt. Cô gái tên Trinh không được tiếp tục ở lại với đoàn hát. Nhưng đứa con của Thành Được thì bà Úc Bình Lan nhận về nuôi nấng đàng hoàng. Trong thời gian cuộc sống vợ chồng, bà Úc Bình Lan không có khả năng sinh con, còn nhận thêm một đứa con rơi nữa của chồng về nuôi. Sau khi dư tay Thành Được, có hai người phụ nữ khác ở tỉnh lẻ mang con đến trả cho Thành Được. Bà Úc Bình Lan cũng mở lòng nhận về nuôi thay cho người chồng phụ bạc. Sau nữ Úc Bình Lan đã trải lòng về chuyện này như sau: tôi đã nuôi 4 người con rơi của ông ấy, trong đó có 3 đứa con khai sinh tên mẹ là tôi, 4 đứa con của 4 bà mẹ khác nhau ở khắp các vùng miền. Lúc sống chung 2 đứa, sau khi chia tay 2 đứa. Đứa đầu là con gái tên Liên, con của một người nghệ sĩ dưới Cần Thơ. Cháu được 3 tuổi thì được mẹ đưa lên với tôi và nói: chị ơi, em vất vả quá, không nuôi cháu được, chị nuôi cháu giùm vì chị cũng chưa con cái gì, nuôi để lấy hơn, khi nào khám khá em đến rước cháu về. Đứa thứ hai là Dũng, mẹ cháu ở Huế. Khi lỡ lầm, người mẹ ấy bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, bụng mang dạ chữa, lặn lội vào Sài Gòn và được giới thiệu tìm đến tôi. Tôi nói thôi thì phận đàn bà con gái, em cứ ở lại, chị thuê nhà cho em ở để sinh nở và thuê bà Phú chăm con cho em. Đứa thứ ba tên Sơn, con của một phụ nữ ở Gò Công. Đứa thứ tư tên Châu, hầu như các con đều được mang đến cho tôi khi còn đỏ hỏn. Cách đây ít năm, Sơn được mẹ về bảo lãnh sang Mỹ. Lúc ấy, bà chánh án tòa án bảo công sức nuôi bao năm, sao tôi không đòi hỏi tiền nuôi dưỡng. Tôi chỉ nói giờ mẹ con họ được đoàn tụ là tôi thấy mừng cho con và cho người mẹ đó, chứ công lao gì ở đây. Để con gọi mẹ đến suốt đời, đó mới là điều thiêng liêng nhất mà tôi yêu quý trân trọng. Qua một vòng đời nghiệt ngã, sau năm 1975, Úc Bình Lan hội ngộ với Thành Được qua vai vợ chồng ông Bảy Đơn trong vở cải lương Người Ven Đô. Khi bước lên sân khấu, Thành Được xúc động nói một câu ngạch kịch bản: bà ngồi xuống đi, rồi nghe tôi nói, bà sống với tôi bao nhiêu năm qua, bà chưa được hưởng một ngày hạnh phúc, tôi đã làm khổ bà nhiều quá phải không? Lúc ấy bỗng dưng Úc Bình Lan khóc thật, khóc nhiều, dù cảnh ấy không có trong kịch bản. Thông tin nghệ sĩ hải ngoại Thành Được về nước, tổ chức chương trình giả từ sân khấu tại Việt Nam Bắc Thành khi sức khỏe không cho phép khiến cho người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Năm nay đã ngoài 80, nhưng theo lời nhận xét của nghệ sĩ hải ngoại Phượng Liên, mỗi lần gọi điện thoại thì lại nghe ông ca vọng cổ. Nghệ sĩ Thành Được vẫn còn ca hay lắm, bài hát nào chỉ cần gửi vài chữ là anh ca theo. Dù sức khỏe không như xưa, nhưng nghe có chương trình mời biểu diễn là anh hăng hái gần như quên hết mệt mỏi do tuổi già sức yếu. Những khán giả cải lương yêu mến vợ, nghĩ đời hương phấn thì không thể nào quên hai nghệ sĩ đã tạo dấu ấn đậm nét ngay từ ngày đầu vở diễn này ra mắt công chúng. Đó là nghệ sĩ ưu tú Úc Bình Lan vai Hương và nghệ sĩ Thành Được vai Tùng trong đêm tán ngộ khán giả của cặp đôi này tổ chức tại thành phố San Juan, Mỹ năm 1995, đã tạo làn sóng hâm mộ trong cộng đồng kiều bào tại Mỹ. Trên thực tế, đó không phải là xuất phát giả từ sân khấu của hai nghệ sĩ, nhưng gần như không còn xuất diễn nào họ hội ngộ với nhau sau khi nghệ sĩ Úc Bình Lan qua đời đột ngột. Hiện nay cuộc sống của nghệ sĩ Thành Được rất ổn định tại Mỹ cùng người vợ sau.